Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái mẫu xe đạp đua rất nổi tiếng của Pháp, đó là hiệu Chopit Milan. Cái mẫu này thì trên kênh xe đạp của em cũng bán rất là chạy. Và hôm nay tiếp tục em có một chiếc xe đạp đua Chopit Milan. Bây giờ em sẽ vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này cho các bác xem nhé. Và các bác nhìn tổng thể chiếc xe. Màu sơn của chiếc xe là màu xanh đen. Chopit model là Milan. Pháp, khung thì tất cả là full carbon hết các bác nhé. Full carbon hết và full 105. Đè 105. Bùi đĩa 105. Gạt đĩa 105. Cụm phanh trước sau 105 Shimano, tay lắp 105, khung càng carbon, về phần nước sơn thì rất là mới, khá là mới, em thấy là không có mỗi vết xước nhỏ nhỏ đây. Rất là mượt, xe đi rất ít. Bây giờ em sẽ đi vào đo size kích cỡ của chiếc xe và kiểm tra bộ phận chuyển động cho bác xem. Đây phần yên khá là mới đẹp. Phần đĩa full 105 hết. Giờ em sẽ đo size nhé các bác nhé. Size từ tâm trục, từ tâm đùi đĩa này đến cái khóa cọc yên này là 48 cm. Đấy, size 48 cm. Từ tâm của cọc yên đến tâm của cổ phốt là 52 cm. Xe này phù hợp cho các bác cao từ 1m63 cho đến khoảng 1m7. 1m7 đổ xuống 1m63 là phù hợp. Bây giờ sẽ test chuyển động, chuyển động má cho các bác xem nhé. Chuyển động 105 rất là êm luôn các bạn. Giờ lên nít này. Đấy. Lên xuống rất là mượt mà. Xuống nít. Lên. Rất mượt mà luôn. Đĩa này, em chuyển đĩa nha, xuống đĩa này. Lên đĩa này. Xuống đĩa này. Cửa số rất là mượt mà các bạn. Vâng, và em đã đánh giá xong chi tiết chiếc xe đạp đua Chopit Milan hiệu Pháp. Khung là khung càng full carbon, full bộ chuyển động Shimano 105, hình thức rất là mới, đi xe đi rất là ít, dây này chạy âm sườn, Mayerbon. Và chiếc xe có giá bán là em sẽ để trong tiêu đề của video, các bác ấn mũi tên trỏ xuống để xem giá bán của chiếc xe. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe mới em cập nhật trên kênh, không bỏ lỡ chiếc xe nào. Để không bỏ lỡ chiếc xe nào thì các bác ấn đăng ký cùng ấn chuông. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.